Trước thềm năm mới, những ngày này, nhiều loại tiền lưu niệm in hình con heo, linh vật của năm mới 2019 được người dân săn lùng làm tiền lì xì Tết. Tiền 2 đô la Mỹ in hình heo hiện đang được bán với giá khoảng 350.000 đồng trên tờ. Đây là tờ tiền đặc biệt do ngân hàng của một số nước trên thế giới in ấn và phát hành nhằm phục vụ nhu cầu quà tặng của người dân. Sau các phiên bản 2 đô in hình con dê, con khỉ và con gà của những năm trước, thì năm nay tờ 2 đô tiếp tục được các nước như Mỹ, Macau, Australia cho ra mắt với phiên bản in hình con heo để người dân các nước châu Á mua sưu tầm hoặc lì xì nhau ngày Tết. Đây là tiền kỷ niệm được các nước phát hành trong dịp Tết 2019, không có giá trị lưu thông, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự may mắn.